Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xuân Nhì Màu. Chắc chắn quý vị có một cái đôi phút rất là vui trong khi mùa xuân sắp về. Và sau đây chúng tôi sẽ trở lại với cái phần tâm tư giữa Hoàng Tuấn Việt và trong mùa xuân. Thì Tuấn Việt này, theo anh được biết, và anh cũng không có rõ cho lắm, là em sinh hoạt rất là nhiều về những cái hoạt động từ thiện gọi là charity đó ha. Em cũng đi khắp nơi để mà giúp cho những cái cộng đồng người Việt hội chùa. Thì em có thể trình bày sơ về những cái sinh hoạt của em về từ thiện? Em rất là thích hát cho chùa với nhà thờ. Tại lúc nào mà mình làm cái gì được cho đạo thì lúc đó mình vui lắm. Em rất là vui. Tại vì mỗi lần mà em đi làm từ thiện như vậy mà gom được số tiền để xây chùa hay nhà thờ này nọ là mình về mình cảm giác mình đã làm một cái việc gì rất đó. Hạnh phúc. Dạ, tự nhiên thấy người mình nó bay bổng lên. Nhưng mà khi mà em đi sinh hoạt từ thiện như vậy, em có bán CD, em có bán băng của em? Dạ có chứ. Vậy hả? Dạ có. Như vậy đó thì đó cũng là cái nguồn lợi của em đúng không? Dạ, không. Em có contribute nhiều cho... Nhiều khi em tặng cho chùa hoặc là nhà thờ, hoặc là em đứng đó em bán, xong rồi số tiền em bán em quyên cho chùa hoặc nhà thờ. Không, rất là tốt. Yeah. Nếu mà em có một trái tim rất là quảng đại như vậy thì anh nghĩ là chắc nhiều chùa lúc nào cũng hân hoan để chào đón em đúng không? Em cũng mong như vậy. em cũng mong như vậy. Vâng. Nhưng mà em có thấy những cái sinh hoạt, thí dụ như nói về xuân đó, ngày Tết đó, thì khi em đến chùa đó thì em thấy gọi là cái sinh hoạt, ví dụ như một cái chùa nào em đến mà em thích nhất, cái sinh hoạt văn nghệ của hay là sinh hoạt cộng đồng nó ra như thế nào? Nhất chùa... là tại vì em ở những cái miền chính giữa, miền Trung Mỹ. Yeah. Em nghĩ sao? Chùa thì em có một lần đi chùa ở ngay thành phố em ở. Oklahoma. Dạ, Oklahoma. Right. Thì rất là nhộn nhịp. Right. Mà cái ngày đó, ngay ngày giao thừa, mà làm show ở ngoài là bảo đảm là lỗ. Vậy hả? Dạ, tại vì đa số người Việt, người ta ngay cái ngày giao thừa đó là người ta đi hái lộc, người ta đi cầu phúc. Mà tổ chức show là không có. Bị rồi. Okay. Nói thêm về cái vấn đề mà thành phố Oklahoma, anh cũng có dịp anh đến Oklahoma City một vài lần đó. Nhưng mà đúng là tại vì anh đến đó anh thấy là hầu như là ít của người Việt. Cái số người Việt mình cư ngụ đó có đông không? Dạ ít. Tại trong thành phố cũng không đông. Trong thành phố em theo em nghĩ là không có đông. Không đông. Dạ. Okay. Không có đông, nhưng mà ở đó cũng có nhà thờ Việt Nam, vâng, có chùa. Vâng. Dạ. Nhưng mà có Hoàng Tuấn Việt. Dạ có. Ngoài cái chuyện mà em sinh hoạt về cái charity đó, thì em có một cái dự án nào, một cái tương lai nào cho một cái project nào về văn nghệ ở tại Oklahoma không? Dạ chưa. Dạ chưa, em thật sự là em chưa bao giờ nghĩ tới là em sẽ làm một một cái chương trình gì đó. Vâng, okay. Ở Oklahoma. Anh hỏi về personal chút xíu. Dạ. Cái goal của em trong đời thì em sẽ làm gì? Cái goal của em trong đời sẽ làm gì? Mục đích của em trong đời. Em chỉ có đi hát hay là em có một cái gì? Nhiều khi em cũng không biết là mình sẽ làm cái gì. Trong khi đó là những ngày thường em hồi trước khi mà qua đây là em có đi học nghề tóc. Dạ, okay. Em đi học nghề tóc. Thì em bây giờ em cũng muốn quay lại nghề, tại một thời gian dài em không có làm. Em bỏ lâu quá rồi. Đó, okay. Bây giờ em muốn quay lại. Thì tại vì cái tình hình kinh tế bây giờ thì giống như là mình phải tìm thêm một cái gì đó để mình làm. Nghĩa là mình phải có một cái nghề tay trái. Dạ. Vâng, ok. Em rời khỏi Việt Nam, chắc lúc đó em còn còn nhỏ đúng không? Em sang bên Mỹ được 14 năm không? Thì có bao giờ em trở lại quê hương chưa? Em trở về được 3-4 lần. Mà lần đầu tiên em về là chưa được mấy ngày là em qua lại. Ủa tại sao vậy? Em không biết tại sao nữa, tự nhiên em nhớ về nước cái xứ Mỹ hay là tự nhiên em nhớ xứ Mỹ đó. Em về thì bạn bè ai cũng như là đi xa chỗ đó, chỗ không bạn. Còn những người bạn cũ. Okay. Hoặc là những người bạn của mình bây giờ lập gia đình riêng rồi dọn đâu mình cũng không có biết. Thì mình về mới có mấy ngày thôi, hơi chán quá. Không có chuyện gì là thôi đi về lại, tại bên Mỹ lúc nào cũng bận rộn, mình quen rồi. Mà về kia mà thấy cứ đi uống cà phê xong rồi cái đi club, cái này cho chán quá em về. Ủa chứ em không có sinh hoạt văn nghệ, em không có đi ca đi hát nào khi em trở về quê hương sao? Dạ không. Không về. Dạ không.
Đó là cái điều rất tiếc, là tại vì anh thấy một số ca sĩ trẻ người ta rất là được ái mộ và cũng như là người ta được rất ao ước trở về để mà đi sinh hoạt văn nghệ, nhưng mà em thì không được cái may mắn đó, hay là em không muốn? Dạ chưa, tại vì hôm bữa là cũng có người hỏi em về Việt Nam hát, nhưng mà em thấy là mình từ từ cái đó mình tính sau. Trở lại lúc mà em nói mà em muốn làm về cái ngành tóc, thì anh nhìn vào cái mái tóc của em bồng bềnh thì anh cũng biết là em phải có cái óc sáng tạo về nghệ thuật, đúng không? Thì khi nào thì em bắt đầu em có những cái idea về design về tóc, hay là cái đó là em đã có từ lâu rồi nhưng mà em chưa thực hiện? Em hồi nhỏ là em thích coi mấy cái fashion show lắm. À, em rất là thích. Như vậy và hiện bây giờ tài. Em vẫn thích. Em vẫn thích. Em có làm về fashion show không? Em cũng muốn lắm. Nhiều khi không có mấy lần em đưa ý kiến ra với bên trung tâm lại em muốn làm về cái fashion show. Em làm về fashion show thì em làm cái gì trong đó? Tóc hay là về design quần áo hay là? Thì em kết hợp với một số nhà tạo mẫu ở đây. Rồi em lên cái ý kiến là ồ em muốn làm như vậy vậy vậy. Như là em có một cái idea là rồi tất cả các ca sĩ vừa hát vừa trình diễn thời trang luôn. Ok, that's very good. Em có đưa cái idea ra cho nó. Đáng lẽ là cái show ngày mai là có. Nhưng mà vì có một cái trục trặc nhỏ trong. Thứ nhất là anh nhìn thấy em có nghĩa là cái nét artistic, tức là mỹ thuật, nghệ thuật ở trong đó. Cho nên anh mới hỏi thêm đó là nếu mà trong những cái show đó mà em có những cái tiết mục đặc biệt như em vừa nói đó, đó thì trong đó là em sẽ vẽ kiểu áo hay là em design về tóc hay là em làm vẽ một cái... kiểu áo. Em vẽ kiểu áo. Em thích là nói với nhà tạo mẫu là cái kiểu áo đó kiểu áo. làm sao. Đặc biệt của em là về kiểu áo thời trang hay là về áo dài? Thời trang. Tại sao em lại đi về thời trang mà em không đi về áo dài? Em không có rành về áo dài. Nói chung là áo dài rất là đẹp, nhưng mà khi mà em coi những cái show của bên Hồng Kông hay là ở Hàn Quốc thì em rất là thích mấy kiểu thời trang rất là hiện đại. Thì nãy giờ đó, khi mà trong khi nói chuyện anh chú ý một cái câu em thường nói, đó là em nói là ngày mai cái show ngày mai em chưa bật mí cái show ngày mai là cái show gì. Em có thể cho tất cả quý vị biết là show ngày mai em là diễn show gì. Show quay hình của trung tâm Đỗ Thanh. Chủ đề là hành trình viễn xứ. Hành trình viễn xứ không anh? Em nhớ không là hành trình viễn xứ? Anh nghĩ là hành trình viễn xứ là nó đã thực hiện rồi, tại vì đó là cái cuốn trước, còn cái cuốn này đó là Trái tim Việt Nam. Trái tim Việt Nam. I'm so sorry. Đừng có giận em. Anh nói như vậy là chắc anh Đỗ Thanh anh rất là buồn rồi, tại vì em thấy trung tâm mỗi lần làm chủ đề nó thấy em thấy giống nhau. Nói về Trái tim Việt Nam thì em sẽ trình diễn một cái bài nhạc nào trong đó? Nó phải có ý nghĩa về cái tình yêu, tình cảm của Việt Nam. Kỳ này, em có cái trái tim được không? Này là một cái trái tim mà bị tan vỡ. Ồ, vậy à? Một trái tim Việt Nam bị tan vỡ. Là em rất là thích hát những cái bài về tình cảm. Ok. Đôi lứa này nọ là em rất là thích. Vâng. Anh thấy cái giọng hát của em và cái cách nói chuyện em, phong cách của em, thì anh nghĩ là nếu mà em hát về những cái loại nhạc mà tình cảm thì anh nghĩ là tất cả các cô sẽ chú ý rất là nhiều. Thứ nhất là em có cái dốc dáng rất là handsome. Ok, anh cái này không phải anh khen, nhưng mà đó là sự thật. Artistic thì quyện với lại cái giọng hát của em thì chắc chắn là nó sẽ rất là thích hợp. Thì cái bài hát ngày mai đó là em sẽ hát bài gì? Em sẽ hát một nhạc phẩm của nhạc sĩ Quang Nhật. Okay. Viết riêng cho em là nhạc phẩm được mang tên Cơn Đau Biết Trước. Tại sao em không hát vài câu cho tất cả các cô nghe? Bây giờ hát. Nếu em chưa ready thì anh nghĩ là tốt nhất là để cho tất cả các cô sẽ đón nghe. Đón nghe hay hơn, đúng không? Tại vì em xuống máy bay coi như là người rất là mệt mỏi. Nhưng mà trong vào màn hình thì chắc chắn là em không mệt mỏi, nhưng mà trong em rất là phải nói là handsome. Anyway, thì bây giờ đó, nhân dịp xuân về, chắc chắn là tất cả các bạn sẽ đón xem gọi là cái bài hát của em ngày mai, và cũng như là khi mà cái DVD nó sẽ phát hành. Thì bây giờ nhân dịp xuân về đó thì em có một cái tâm tư nào em muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ khắp 50 tiểu bang, đặc biệt nhất là cái thành phố em đang cư ngụ đó là Oklahoma, thì mời em. Trước tiên là em cũng cảm ơn anh đã cho em một cái cơ hội để ngồi đây trò chuyện với tất cả các quý khán giả. Thì cảm ơn đài cũng đã bỏ thời gian ngồi đây để quay
của HM, mặc dù là ở Cali hiện giờ là hội chợ Tết là rất là nhộn nhịp. Đó, thì nhân dịp năm mới thì vì xin chúc cho tất cả quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng và được nhiều may mắn. Và nhạc phẩm em sẽ trình bày thứ hai là bài gì? Và nhạc phẩm em trình bày sau đây là nhạc phẩm Hãy Yêu Như Lần Đầu của nhạc sĩ Trần Văn Ba. Xin mời tất cả quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Hãy Yêu Như Lần Đầu. Trước khi chia tay, anh em chúng tôi Andy Chris và Hoàng Tuấn Việt xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật vui, bình an và đón một mùa xuân thật là an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ. Rất mong sao đôi ta cùng chung bước, nhưng bước anh đi cô đơn và quạnh vắng. Đời không như là mơ nên anh phải nói câu chia lìa, vì em không như ngày xưa nên anh phải. Trái tim anh rất yêu em, nhưng anh đành cơn bướn. Mong ước mai sau em luôn được hạnh phúc. Ngày mai.